Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đang đi ra cái công trình thực tế đây. Hôm trước thì mình có làm video xúc xe ô tô để trở về cái công đây, cái ấy người ta trở về đây. Phía dưới kia cái chỗ bờ đá kia nó là một cái bờ móng các bác nhé. Nó là một cái móng, cái này là thuộc khu du lịch. Sau này mình nghĩ là cái chỗ kia người ta sẽ làm sân khấu hoặc là làm cái gì đó nó nổi hẳn lên đấy các bác, để chụp ảnh biết ấy. Ở phía dưới kia nó là một cái suối, một cái mố cầu ấy kìa. Nói chung là ở đây là khu du lịch thác bản 3 của xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa các bác nhá. Đó thì là cái công trình này hiện tại thì người ta đang tu sửa, người ta đang làm đẹp lại. Đó. Thì tạm thời bây giờ thì mình cứ quăng hết cái những cái đất ở trên cao này xuống này. Quăng bớt xuống rồi bắt đầu là mình đi xuống dưới để mình quăng đất vào móng kia. Cái móng kia thì nó khá là rộng cho nên là mình sẽ phải quăng nhiều nhiều lần, nhiều lượt các bác nhá. Sẽ phải quăng rất là nhiều lần, nhiều lượt luôn đấy. Cái này thì là nó là một cái mái dốc để người ta dùng hoa. Chính vì vậy là mình sẽ đã cào theo cái mái dốc đó nha các bác nhá. Đó, còn cái đá mà hôm trước mình xúc đây này, cái đá mà mình xúc đi đục đá đấy, người ta cũng trở về đây. Nói chung là cái công trình này là hầu như là máy mình người ta làm, cũng chủ máy người ta cũng nhận công trình ở đây rất là nhiều, làm rất là nhiều cái những cái hạng mục ở đây. Đó thì bây giờ mình sẽ đi san phẳng xong bắt đầu mình sẽ đi dần xuống phía dưới này các bác nhá. Đó. Lát nữa sẽ đứng ở dưới góc kia và sẽ xúc đất vào trong. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ vừa đi xuống và vừa cào cái đất xuống đã. Không có sau này nó dốc quá thì đi lại nó lại vất vả ra, lại phải kéo, lại phải đủn. Cái này nếu mà thiếu đất thì sau này lại trở tiếp các bác nhé. Người ta ở đây người ta đắp đồi rồi thì là đắp những cái đảo nhân tạo các bác. Nhưng mà ở dưới đây nó không có nước thì mình đắp đồi, gọi là đồi. Buổi chiều nó nóng cho nên là mình cũng bật cái camera, bật cái điều hòa lên, ngồi cho nó mát. Đã, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây. Đó, sang đây một chút để quay ra bên này cho nó đỡ mắc cái cây này. Chung là đi máy lốp thì mình nó sẽ tròng trành mà nó sẽ nghiêng hơn. Thì anh em đi thì nó cần nó phải chắc chắn. Như mình đi thì mình cứ ưu tiên sự an toàn thôi. Cái nào an toàn thì mình làm. Đó. Dốc thì mình san, mình làm đường cho nó đẹp, cho nó phẳng đi. Xong bắt đầu mình đi xuống. Cái công trình này thì mình làm giờ đó. Cho nên là cũng cứ bình tĩnh. Cái này cái đít, cái đối trọng của nó dài hơn so với thân, nó rơi vào qua quãng độ khoảng 1,5 m. Thì là mình sẽ làm tránh hết những cái ấy đó đi. Những cái khoảng cây, khoảng không ở cách xa 1,5 m là mình sẽ tránh hết. Trong lòng kia thì nó khoảng hơn 1 m các bác nhá. Nó cao khoảng nó gần 1 m, nó tính bình quân, nó tính bình quân chắc khoảng 90 phân. Nó cao nó thấp mà. Cái công trình này ngày trước có con DX55 cũng nhà có hai máy các bác. Nó đến đây nó làm mười mấy ngày ở chỗ này. Trước cái tháng trước cũng làm nữa, tháng trước cũng làm đều nữa. Nói chung là công trình này người ta cải tạo lại cũng rất là nhiều và rất là lâu rồi. Và đến bây giờ thì vẫn chưa xong.
mấy bạn đi du lịch chứ sao đây. Đi cùng với hai anh Tây. Tây ba lô. Đấy này nếu mà máy con làm thì nó quăng lâu đấy các bác ạ. Quăng khá là mất nhiều thời gian luôn. Nhưng máy to thì một gầu này nó bằng ba gầu máy kia rồi. Cái này là 6 tấc mà. 6 tấc thì cái kia được có 2 tấc thôi. Thì một gầu này bằng ba gầu con. Tốc độ quay thì nó tương tự nhau thôi. Máy to máy bé nó cũng đều quay như nhau. Cái dòng máy lốp này thì nó cũng vút hơn đấy. Nói chung là nó vút hơn. Trước người ta đào nó cứ lươn lươn đây này, chỗ này nó cũng lươn lươn thì mình cũng múc lươn lươn đi theo. Sau này có thể mình lúc mình rút máy lên đấy các bác thì mình sẽ sửa lại cái đoạn này, lại vuốt lại miết lại chỗ nào cần cần mô cần cao cần thấp là mình sẽ làm giả lại cho người ha, đúng theo kiểu tiểu cảnh nhé các bác, người ta là gọi là làm tiểu cảnh nhé. Sàn lát nữa mình đứng ở chỗ này thì mình sẽ với được vào trong kia. Cái đất mượn này mình đứng lên bắt đầu nó lún dần các bác, nhưng mà mình đã san san cho nó không bị nghiêng rồi các bác nhá, ý là nó đã cân bằng, nó lún là lún đều, nó chỉ có thấp xuống một đầu xuống thôi chứ nó không thể nó nghiêng được cả máy nữa, bởi vì là nếu mà nó nghiêng một bên ấy thì khi mà mình quay toa nó sẽ rất là nguy hiểm, cho nên là mình đã san cho nó khoảng nó bằng ra. Đấy, ví dụ như này thì mình hai bên nó đều thấp rồi đó. Mình sẽ san nó bằng ra. Bây giờ mình sẽ bóc máy lên. Đó. Đó, bây giờ sẽ múc trực tiếp vứt vào kia luôn các bác nhá. Vào cái lỗ đó.
Như này cũng vừa tầm với của mình thôi. Cái thẻ nhớ của mình là thẻ nhớ 128GB, nhưng mà mình làm thì mấy hôm nay rồi, cái lượng video nó cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ nó cũng đang đầy đầy dần dần rồi đấy các bác ạ. Chính vì vậy là mình sẽ quay cái video nó chỉ khoảng độ 10 phút, hơn 10 phút thôi. Mình sẽ làm một cái video ở đây và một video ở kênh máy xúc nhỏ của Vỏ Trái Đất. Video sau thì mình sẽ quay ở ITA 360 các bác nhé. Do là cái thẻ nhớ này nó cũng đã hết rồi. Ngày mai mình lại chuyển sang thẻ nhớ 64GB của con GoPro 8. GoPro 8 của mình thì nó cũng khá là nhiều cái kỷ niệm, cũng như là nó theo mình suốt quãng thời gian đầu tiên mình làm YouTube. Đây, có những cái hòn đá nhé, để ấy nó ra này. Mình sẽ cào nó dồn về gần các bác nhé. Cái đất đã lún. Đất đã lún thì tự nó di chuyển thì nó sẽ rất là khó, nó sẽ không kéo được. Mình sẽ vào như này. Bây giờ mình sẽ làm một cái bệ để mình di chuyển xuống dưới kia cho anh em xem được cái đường đi nước bước của mình. Đó. Có chắc chắn hay không thì anh em cứ để lại cái ý kiến comment của mình cho em nhá. Còn cái công trình này thì em sẽ quay thêm 1-2 video nữa và đăng vào tối ngày mai. Đó, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Đó, bây giờ thì sẽ xuống sang bên này để san cái đường xuống ở đây này. Cái đường xuống ở đây. Mặc bèn đó. Nãy là nó ấy đèo đó thì bây giờ nó lún đều rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống. Mấy cái viên đá này ra này. Để lúc mình đi xuống đó cho nó chắc. Cái đường lúc nãy mình đã gạt rồi thì nó cũng đã chắc rồi ấy các bác. Bây giờ chỉ việc đi xuống thôi. Chành trước các kiểu thì mình đã mở hết ra rồi. Nói chung là đi thì nó sẽ ấy. Số P nó đang bị kẹt. Đó, ok, thôi mình đã đi đến đây được là đã ok rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em thật là nhiều sức khỏe. Đó, có một ngày làm việc hiệu quả. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới video nhá. Ok, thầy mến chào tạm biệt.